đội mưa đi xem Hương Tràm diễn, vợ công Lý chứng kiến cảnh tượng khó quên của nữ ca sĩ khi show bị hủy gấp. Tối ngày 12 tháng 5 vừa qua, mini show Em Gái Mưa của Hương Tràm ở Hà Nội đã phải hủy bỏ vì điều kiện thời tiết. Sự việc bất khả kháng khiến nhiều người hâm mộ của nữ ca sĩ không khỏi tiếc nuối, trong đó có Ngọc Hà. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà cho biết mình là fan cứng của Hương Tràm, không chỉ đi xem concert mà còn có mặt tại tiệc thông báo đi du học của nữ ca sĩ. Vì vậy cô đã rất háo hức và mong đợi khi sắp được nghe cô gái bé nhỏ nhưng đầy nội lực hát live đẳng cấp và tình cảm ngọt ngào. Khi show phải hủy vì trời mưa to, Ngọc Hà cũng có chút buồn nhưng khẳng định vẫn sẽ dành tình cảm, sự yêu quý và tiếp tục theo dõi Hương Tràm. Và hôm nay mình lại hơi buồn một xíu vì show của Tràm lỡ dở do trời mưa to. Mình ra khỏi nhà khi trời bắt đầu có hạt mưa. Mình ra đến nhà hát lớn khoảng 18 giờ 20 phút, lúc đó trời tạnh. Mình đã mừng thầm, mưa tạnh, chắc sẽ được nghe Tràm hát. Cuối cùng trời lại không thuận với lòng người. Mưa to là thế, dù ban tổ chức thông báo hoãn show Em Gái Mưa, nhưng Tràm vẫn xuất hiện giữa lúc ngập phố để gặp fan, cúi chào người hâm mộ với ánh mắt đượm buồn. Tràm yêu fan của mình bằng tình cảm chân thành và fan cũng đáp lại Tràm bằng tình yêu bền bỉ. Hôm nay, có thể Tràm buồn vì show diễn không như ý, nhưng chắc chắn Tràm sẽ yên lòng vì biết có rất nhiều fan luôn đợi chờ Tràm dù bao lâu đi nữa, dù mưa bão thế nào. Ngọc Hà viết, ngay sau đó, ban tổ chức show cũng đã đưa ra thông báo về thay đổi lịch diễn cũng như cách xử lý với vé của người hâm mộ. Đơn vị này cho biết show của Hương Tràm sẽ chuyển sang 20 giờ tối ngày 13 tháng 5. Trong trường hợp không tham dự được show Hương Tràm vào tối ngày 13 tháng 5, khán giả liên hệ với ban tổ chức để đổi vé sang các show khác trong thời gian tới. Theo quy định của ban tổ chức, vé tham dự mini show sẽ không được hoàn hủy dưới mọi hình thức. Ban tổ chức đã cố gắng hết sức để khắc phục sự cố, rất mong quý khán giả thông cảm, bài đăng của ban tổ chức cho biết. Phần lớn khán giả đều thông cảm nhưng cũng có những ý kiến trái chiều về quyết định của ban tổ chức. Theo đó, nhiều người cho rằng đáng lẽ khi tổ chức show ngoài trời, ban tổ chức nên có phương án dự phòng về điều kiện thời tiết ngay từ đầu. Ngoài ra, nhiều bình luận cũng không đồng tình với thông báo rời show gấp rút như vậy, nhiều người sẽ không thể đi xem vì nhiều lý do như tối trong tuần. Trùng với lịch trình từ trước, trước ý kiến này, ban tổ chức gửi lời xin lỗi vì đã không thể sắp xếp lịch có thể đáp ứng được mong muốn của tất cả khán giả. Việc sắp xếp lịch diễn lại cần phải cân đối nhiều yếu tố liên quan đến lịch chống của ca sĩ, địa điểm. Và ban tổ chức cũng đã cố gắng hết sức để tìm ra phương án phù hợp nhất, nhanh nhất để khắc phục sự cố bất khả kháng này. Rất mong quý khán giả có thể thông cảm, ban tổ chức sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho quý khán giả trong tương lai. Về phía Hương Tràm, cô cũng thông báo lại thời gian tổ chức show, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và hứa sẽ cống hiến hết mình vào tối nay. Được biết đây là show diễn đầu tiên của Hương Tràm ở Việt Nam sau 5 năm du học. Mặc dù show bị hủy, nữ ca sĩ vẫn xuất hiện tại điểm diễn để gặp mặt những khán giả chờ đợi cô suốt tối qua để xin lỗi và chụp ảnh với mọi người. Đừng quên theo dõi News 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.